Tôi là Tuấn Hà, CEO của Vinalink. Tôi là người chuyên tư vấn cho tất cả những cái công ty mỹ phẩm thời trang hay là những cá nhân có thể bán hàng online, ví dụ như là bán mỹ phẩm, thời trang, quần áo. Mỗi một năm chúng tôi có thể đào tạo đến 5.000 người bán hàng online. Và hiện nay chúng ta đã thấy rằng trong 3 năm khi mà Facebook bùng nổ ở Việt Nam thì đã có đến hơn 100.000 người đã sử dụng Facebook để bán hàng online hàng ngày. Có rất nhiều cách bán hàng online chứ không phải chỉ có mỗi Facebook. Chúng ta có thể bán bằng Zalo, bằng Instagram, bằng Bingo, bằng YouTube, bằng rất nhiều cách. Khóa học này sẽ giúp cho các bạn có thể tìm được hàng chục cái cách thức bán hàng ở trên online khác nhau. Ngoài ra chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết của rất nhiều người đã thành công. Họ đã có những doanh số lớn và họ bán hàng như thế nào. Thì chúng ta hãy tìm hiểu cái khóa học này. Hãy đăng ký cái khóa học này. Khóa học bán hàng mỹ phẩm thời trang quần áo online.